Nếu Slenderman trốn khỏi, ông bán thịt điên biến mọi người thành thức ăn cho bò khổng lồ. Giờ game tới rồi, giờ game tới rồi. Vào chơi game. Bây giờ chúng ta sẽ chơi game gì đây ta? Chơi mà chơi. Gì nữa đây? Ở đâu vậy? Chợ nè. Cái gì? Chợ. What? Không. Con trai đi chơi vậy? Gái. Mà... bà nhớ hôm qua sao không? Hôm qua sao? Thua là phải nghe lời. Mình cũng chạy mà bắt mình phải đi chợ các bạn. Cô chơi game tí nữa đi. Không, đi con lên. Mệt ghê á. Giờ phải đeo giỏ vô đi chợ hả? Đi đi. Mệt thiệt. Thua bạn... là phải nghe lời. Các bạn đợi mình tí, mình đi chợ về mình chơi game nha các bạn nha. Đợi mình tí. Thiệt tình suốt ngày bắt người ta đi làm gì đâu không. Tới nơi rồi, vô mua thịt thôi. Để xem coi có ai đứng xung quanh không. Con trai mà đi mua thịt, fan mà thấy là nhục như con cá nục luôn á. Dạ, chú ơi, lấy cho con. Vậy không có nói chuyện được, để mở ra. Dạ, chú ơi, lấy cho con một miếng thịt heo với lại một miếng thịt bò nha chú. Đợi người ta lấy mình khẩu trang lại, fan phát hiện ra nhục lắm. Rồi được chưa? Rồi dạ cảm ơn chú nhiều nha. Rồi bỏ thịt vô đây giùm con gái. Rồi con cảm ơn chú. Rồi bây giờ đi về thôi. Trời có vậy thôi, có ở đâu khó nè, đi về thôi. What sao cửa khóa rồi chú ơi? Chú ơi đóng cửa. Ủa khoan đã, cho con ra ngoài cái chú ơi. Con mua thịt rồi mà chú. Chú ơi chú, con mua thịt rồi. Con mắt của ổng màu đỏ kìa. Ủa giờ sao đây? Ui một người đang cố gắng thoát ra ngoài mà sao mà thoát ra được trời. Cái này mà hả, không về nhà được, không đem thịt về được là vợ mình đi đường quyền với mình là mình mệt luôn đó các bạn. Trời ông này, ông sao mắt nó lè vậy? Khoan còn bán gì nữa. Ê ông có bán cá nè các bạn, ông có bán cá nữa nè. Quá giờ sao? Ui ông này ông bí phèo rồi các bạn ơi, ông cực kỳ là bí phèo luôn các bạn. Ui cẩn thận, bây giờ đường này đi không được các bạn ơi. Đây thịt bò nè các bạn ơi, bây giờ sao đây? Ui sao vô đây lạnh dữ vậy ta? À cái phòng này, ui mấy cái hộp này đựng thịt nè các bạn ơi. Đi qua nào. Yeah qua rồi. Ui ở đây các bạn thấy không, cái này là nó làm cho đông cứng thịt nè các bạn ơi. Nếu mà tụi mình ở trong đây lâu quá tụi mình sẽ bị đông đá luôn nha các bạn. Rồi bây giờ đi thôi. Ui ông bán thịt này ông bị điên rồi, ông nội là ông nhốt mấy người lại đây các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là băng tuyết nè, do ở đây á lạnh quá các bạn, nước nó đông lại á nó nhiễu xuống nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ là mình vuốt tóc lại cho đẹp trai cái nào à, để chơi cho nó dễ nào. Đấy. Rồi mình phải cố gắng thoát ra khỏi chỗ này các bạn ơi. Yeah. Woo, quá rồi. Thiệt tình, người ta đi chợ mà cũng bắt người ta nữa. Cái này mà về trễ giờ cái vợ mình tưởng mình đi chơi là mệt đó các bạn. Mình phải về đúng giờ các bạn. Cái thịt gì mà bự vậy? Trời ơi. Miếng thịt gì mà bự như vậy trời? Ôi, ở đây lạ quá các bạn ơi. Không thể nào mà có miếng thịt bự như vậy được. Ui nó tự chạy hả? Nó tự chạy nữa các bạn thấy không? Rồi mình biết rồi. Biết rồi các bạn ơi. Miếng thịt này, nhưng mà mình không hiểu tại sao ở đây cái này nó trơn quá nên nó đẩy mình đi nha các bạn. Đấy bây giờ mình phải cố gắng để mình thoát ra khỏi này nè. Cố lên nào. Có một người đang bị kẹt ở đây trùng với mình nè các bạn ơi. Hai người, ba người luôn các bạn ơi. Nói chung là nhiều người bị kẹt ở đây lắm rồi. Mấy người này đi mua thịt cho mẹ hay gì nè, bị nhốt giống mình luôn các bạn. Thẳng mấy cái băng này nha, cái băng này đụng vô là dính luôn nha các bạn. Băng này... ui vô yeah qua rồi. Woo yes. Rồi ở đây người ta ghi là hả, không phận sự miễn vào, chỉ những người nào có phận sự mới vào đây thôi. Trời các bạn nhìn kìa, một cái máy làm, cái này là cái máy làm xúc xích nha các bạn, khổng lồ luôn các bạn. Rõ ràng ở đây nó có cái gì đó rất là lạ nè các bạn ơi, rất là lạ luôn. Mình không biết là mấy cái này để làm cái gì nữa. Ai mà các bạn nhìn đi, cái xúc xích nó còn bự hơn tụi mình nữa thì tụi mình đâu có ăn được cái xúc xích này đâu. Trời ơi cái này là có vấn đề rồi các bạn. Được rồi mình sẽ cố gắng mình đi qua. Từ thôi, cái nước này màu hồng nè các bạn ơi. Có đứa nào nhảy xuống uống thử coi nước gì không? Nhìn là biết chắc độc rồi các bạn ơi, đừng uống nha. Trời ơi, nguyên một cái
Cái này gọi là con dao khổng lồ các bạn ơi. Rõ ràng là chỗ này nó làm cái gì mà nó cần mấy cái này khổng lồ ra. Ui, từ từ cái này phải qua từ từ các bạn ơi. Qua. Đấy, từ từ thôi. Đấy, thấy chưa? Không nghe là mấy đứa thanh niên này nè, đói thấy chưa? Bây giờ là qua rất là khó. Cái này là con dao khổng lồ các bạn. Úi giời. Qua. Đấy, thấy chưa? Một thanh niên nữa. Rồi. Ở đây có nhiều người đang cùng mình đang thoát ra ngoài chỗ này. Nhưng mà không biết là thoát được hay không nữa. Từ từ cái này nhanh lắm. Qua. Yes, qua rồi. Woo! Trời ơi, tưởng là Các bạn có thể hiểu được là tại sao miếng thịt mà nó bự như vậy không? Nó bự gấp mấy lần cái người của mình luôn á. Giờ sao đây? Đi đường nào qua đây? À đi này. Từ từ thôi. Rồi. Rồi đi này đi. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Yes, qua rồi. Yes. Rồi. Wow. Ôi, tụi mình đang ở đâu nè? À, mình biết chỗ này rồi. Chỗ này là kho chứa hàng nè các bạn. Wow. Ui. Trời ơi, các bạn biết cái này cái gì không? Cái này là chất phóng xạ các bạn ơi. Ui, miếng thịt này nó bự khổng lồ luôn các bạn. Mình không biết là tại sao nha. Ôi. Từ từ. Cái này là cái miếng thịt xông khói nè các bạn. Thấy không ta? Mình không rõ nữa, nhưng mà cái miếng này là bây, miếng này miếng cái thịt gì mà nướng lên đó bạn. Rồi đi. Qua nào, tiếp nào. Cẩn thận nào. Wow. Các bạn nhìn kìa, laser, phải gạt cái này lên. Né ra. Né ra, phải ra gạt cái này lên mới được các bạn ơi. Rồi sao nữa? Ui, hình như cái này nó bị hư rồi. Gạt không có được. Nó bị hư rồi các bạn. Để mình đè nó xuống có được không? Rồi nó bị hư các bạn ơi, không gạt xuống được. Mình tưởng là nó sẽ tắt được cái laser này, nhưng mà không ngờ nó không tắt được. Cái này phải qua từ từ như nào các bạn. Đó, phải qua như thế này nè. Cẩn thận em ơi, cẩn thận nào. Wow. What? Con bò khổng lồ. Ê, mình thấy cái này. Rồi. Mình đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đây, người ta có cảnh báo nè. Cái máy nó gọi là nó xoay xoay nha bạn. Trời ơi, bước xuống đây một cái là gọi là hả, không còn gì luôn á. Ui, cái bẫy các bạn ơi, cái này nè. Cẩn thận nha. Rồi, nhảy qua. Ui, cái này khó mà qua được nè. Đây. Qua. Đây, yes, mình qua được rồi. Cấm người vô nè các bạn ơi, cấm người vô nè. Rõ ràng nó cấm người, nhưng mà bây giờ mình phải tìm đường mình thoát ra ngoài. Ở đây là cái chỗ để nhìn. Trời ơi, đứng ở đây mà nhìn người ta các bạn ơi. Công nhận cái ông gọi là ông bán thịt này, ông điên thiệt luôn á. Ông đứng đây ông nhìn người ta rớt xuống nè. Không được rồi, mình phải thoát ra khỏi chỗ này thôi. Trời ơi, rớt à. Thôi, đi xuống. Rồi, bây giờ là đi tiếp nào. Ui, ở đây toàn là chất phóng xạ không bạn ơi. Chất độc các bạn. Để mình xem coi là mình đi đâu đây. Từ từ, bình tĩnh. Từ từ bạn. Nghỉ một tí đi, mình mệt quá. Ui, các bạn nhìn kìa. What? Các bạn nhìn con bò kìa. Cái lưỡi nó dài cực kỳ luôn các bạn. Nó khổng lồ luôn á. Ui, qua tiếp nào. Yeah, qua được rồi. Ơ, cái này là cái hàng rào laser à. Trời ơi, mấy bạn nhìn mấy con bò kia kìa, tội nghiệp không? Mình biết rồi. Những con bò này nó sẽ bị nhiễm phóng xạ và nó sẽ biến lên khổng lồ như con bò kia. Sau đó để nuôi được những con bò này, ông bán thịt điên sẽ bắt tụi mình và biến tụi mình thành thức ăn cho con bò này. Các bạn nhìn con mắt của nó nhúc nhích kìa. Các bạn thấy chưa? Nó đang nhìn tụi mình đấy các bạn. Không được rồi, mình phải làm sao để cứu mấy con bò này mới được. Mấy con bò này không thể nào mà bị đột biến được. Ổng đem mấy con bò này về làm thú nuôi các bạn. Nhưng mà ổng gọi là kiểu như ổng điên hay sao á. Ổng làm mấy con bò, các bạn thấy con mắt mấy con bò này không? Nó bị gọi là như kiểu như bị thôi miên các bạn ơi. Lên. Không biết là con bò này nó có ăn tụi mình không ta. Có khi nào nó ăn tụi mình không trời. Từ từ để mình đứng đây cái đã. Rồi bây giờ đi đâu đây? Bây giờ đi đường nào đây? À mình biết rồi. Đi này. Các bạn thấy cái đường sắt này không? Nó bị rỉ sét hết rồi nè. Đó, để lâu lắm luôn rồi các bạn ơi. Chắc chắn là ổng làm cái bẫy này lâu lắm luôn rồi đó. Ổng đang đợi tụi mình tới thôi. Rồi. Qua. Rồi, xuống nè. Wow, nó đang nhìn mình kìa. No. Đừng nhìn tôi. Sợ lắm rồi, đừng có nhìn nữa. Các bạn nhìn nó kìa. Các bạn nhìn nó ghê không? Đáng sợ không? What, con bò này nó bị sao bạn kìa, nhìn nó kìa. Nó đang nhìn mình các bạn. Wow, mình sẽ nhảy xuống. Rồi. Cố lên mọi người ơi, cố lên, cứ từ từ thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh rồi. Đã nói là bình tĩnh rồi, cái này trời ơi. Không thể được rồi. Những người ở đây người ta không có thể nào bình tĩnh được các bạn ơi. Người ta đang gọi là hoảng sợ á. Chỉ có một mình là bình tĩnh và rất là đẹp trai luôn các bạn. Đó, cho nên là mình sẽ cố gắng mình thoát ra khỏi đây. Sau đó mình kêu người tới giúp. Rồi từ từ. Qua. Đấy.
đang đứng ngay miệng của nó luôn các bạn ơi. Giờ sao đây? Giờ sao đây ta? Ôi sao tụi này nó rớt cứ vậy? Cứ từ từ mà qua thôi. Trời ơi. Rồi từ từ bây giờ mình sẽ đi vô đây. Mình sẽ cố gắng nha. Rồi chách cái này cái. Đừng nói mình đi vô miệng nó nha. Ơ, mình đi vô miệng nó à? No, mình không muốn đi vô miệng của con bò này đâu. Nó nhắm mắt lại các bạn ơi. Mình mà vô miệng của nó là chắc chắn là nó sẽ ăn mình luôn các bạn. Let's go. Mình đang ở đâu đây? Mình đang ở đâu đây? Ô, mình đang ở trong miệng của con bò. Răng của nó kìa. Răng này nó xấu quá các bạn. Răng thưa. Con bò này răng nó thưa mà nó còn vàng nữa các bạn ơi. Không được rồi, bây giờ mình làm sao đây? Ở đây là cái gì của nó nè các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, nhảy xuống. À! Wow, wow. Các bạn thấy chưa, mình nói có sai không? Con bò này nó khổng lồ là do nó bị gọi là chất phóng xạ, nó bị đột biến các bạn. Nó ăn luôn cái thùng này nè. Các bạn thấy chưa, trong người của nó cái nước nè toàn là chất độc thôi, chứ đâu phải là cái bình thường đâu. Rồi, đi qua nào. Qua. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình phải tìm cách mình thoát ra khỏi chỗ này. Mà mấy thanh niên kia đâu hết rồi ta? Mấy thanh niên kia quá dở luôn các bạn. Ui cái gì đây? Giờ sao? Mở ra. Rồi nó mở ra rồi. Rồi, không có ai hết bạn ơi. Mình sẽ cố gắng mình đi qua một mình. Trời ơi các bạn nhìn xương của nó kìa. Xương của nó bị đen hết rồi các bạn ơi. Xương của nó chắc là do nó bị nó ăn mấy cái gì nhiều quá các bạn. Chắc phóng xạ nhiều quá cho nên là cái xương của nó bị đen luôn các bạn không? Xương nào mà đen vậy? Xương người ta màu trắng mà. Mình là một người anh rất là tốt. Luôn luôn cho các em đi trước. Đó, mình là anh mình phải nhường cho em nó đi trước. Đó, đi trước đi em. Té rồi ráng chịu. Còn anh thì anh đi sau, anh sẽ biết cái nào đi được. Đúng là người anh tốt. Ha ha ha. Rồi, đại đi em. Đó, good good. Nhìn rồi đến anh nè. Đến anh chọn nha, anh chọn cho bên này. Rồi em chọn đi em. Không, mình là người anh tốt. Mình chọn cho em nó luôn để em nó biết là cái nào. Rồi đi trước đi em. Chọn đại đi em ơi. Đừng làm mất thời gian của anh. Ấy, giỏi dữ ta. Ui, tính ra nó giỏi bạn, nó giỏi bạn. Rồi bên nào nữa. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Té đi. Không té luôn bạn. Ghê nhờ. Rồi, đi sao nào. Rồi, bây giờ là qua thôi. Rồi, đấy, ui. Các bạn nhìn cái xương của nó nè. Cái này giống như là cái xương sống của nó bạn. Cái khúc mà ngay cái người đó, các bạn thấy nó cong ghê không? Rồi. Gớt rồi, ui. Sao lại đi ở đó ta? Ủa, đi đúng rồi mà. À, mình phải đi khúc xương sườn này nè. Trời ơi. Vậy mà cũng rớt nữa. Mình phải đi ngay cái khúc xương sườn này các bạn ơi. Đấy, rồi để mình qua nha. Để mình qua cái khúc này thì mình rồi. Cái khúc này thì mình hơi bị sợ nè. Qua. Yes. Rồi, mở cửa ra cho anh nào. Ui. Các bạn có nghe cái mùi gì không? Dạ chắc các bạn không nghe đâu. Có mình nghe thôi à. Nó thúi lắm mấy bạn ơi. Để mình vô xong mình xem coi. Cái này mà không thúi nữa thì cái gì mà thúi. Qua. Thấy chưa? Qua. Phải nhịp nhàng như đẩy xe hàng vậy đó. Yeah. Thoát rồi. Nhưng mà thúi quá. Chịu không nổi. Thúi quá. Rồi để mình xem coi mình đang ở đâu. Ôi. Nguyên cái chảo của con bò luôn các bạn ơi. Hàng gì đó thanh niên chui từ cái chảo ra các bạn không? Ý, ghê quá. Rồi ở đây. Ôi, chỗ này nó hết chất độc rồi nè. Hay lắm. Quá thôi, hết chất độc rồi. Gạt. Rồi gạt càng gạt coi các bạn ơi, nó màu xanh đây nè. Rồi để xem coi làm gì đây. Wow, ở đây là đâu đây? Cái này là cái sàn màu bằng sắt các bạn ơi. What? Yo. Woo! Yeah! Thôi coi, chạy thôi, từ, để mình lấy cái giỏ của vợ mình. Quên cái này, vợ mình gọi là đi đường quyền liền. Rồi, đi. Help. Yeah, căn nhà màu hồng đang chờ đón mình các bạn ơi. Đây là cái chỗ mà gọi là hạ ống nuôi heo ở đây nè các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn kìa. Nhìn từ ở đây nhìn xuống nhìn ghê lắm các bạn. Thấy ghê không? Wow, đi thôi bạn ơi. Đi. Wow, có nhiều căn nhà ở đây lắm các bạn. Nhưng mà hình như là căn nhà màu hồng mới là nhà của mình. Yeah, hên quá, không biết mấy giờ rồi nữa. Yeah, không sao, vẫn còn kịp giờ. Về trễ là vợ mình nghĩ là mình đi chơi các bạn. Các bạn nếu mà có gì các bạn nói giùm nha. Các bạn bình luận ở dưới nói giùm vợ mình là mình bị mắc kẹt tại cửa hàng thịt. Do cái ông bán thịt gọi là bí phèo, bị điên. Ông nhốt mình lại chứ không phải là do mình đâu nha các bạn. Đây, chính là ông này. Ông bán thịt gọi là bí phèo. Đấy, thấy chưa các bạn thấy không? Rồi, à, yeah, được rồi, yeah. Bây giờ sao đây? Ui, cái này gì đây? Ôi, màu đỏ 3D mà lấy làm gì? Màu hồng không có hả? Không có màu hồng, lấy màu vàng đi. Màu vàng, cái này gọi là hả gì ta? Mạ vàng 9 số 4. Đó, lấy màu vàng nè.
Rồi, rồi. Woo, yeah, đứng lên nóc nhà luôn bạn, đứng lên nóc nhà màu hồng nè. Oh yeah, oh yeah, yes. Cuối cùng thì mình cũng đã thoát khỏi ông bán thịt điên rồi các bạn ơi. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng để xem các bạn nhân cáo. Nếu các bạn là fan chính muốn ủng hộ mình nha các bạn ơi. Và vừa rồi thì mình đã thoát được khỏi ông này, mình mừng quá các bạn, thật sự rất là mừng luôn á.